Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái ý tưởng, đó là sử dụng biến áp xung để mà làm một cái máy hàn xeo pin. Thì thực ra là cái ý tưởng này cũng rất là nhiều anh em đã bàn tán về cái vấn đề này rồi. Bởi vì là cái biến áp xung thì nó rất là nhỏ gọn, cũng như là chúng ta mà làm được chủ động thì có thể giá thành nó có thể rẻ hơn là so với biến áp sắt. Ở đây mình nhấn mạnh là có thể thôi nha mọi người nhé. Chứ còn trên thực tế để mà làm ra được một cái bộ biến áp xung mà hàn được xeo pin, tức là tương đương công suất khoảng tầm 2.000 đến 3.000 W thì nó cũng không đơn giản đâu. Chưa chắc nó đã rẻ hơn biến áp sắt được đâu các bạn ạ. Thế nhưng mà cái vấn đề ngày hôm nay đó chính là mình sẽ nêu lên một cái sơ đồ để cho tất cả chúng ta có thể bàn tán xem rằng là liệu có hợp lý hay không mọi người nhé. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng với một loại xuyến đi, để nó có thể là quấn vào nó đơn giản hơn và nó đỡ bị kêu chẳng hạn thế. Thì mình sẽ sử dụng một loại xuyến. Ở đây là một cái loại xuyến nó rơi vào khoảng tầm 45 thì phải, 50 các bạn ạ. Đây, D50 nhá, loại xuyến xanh D50. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng loại 60 cũng được, to hơn thì công suất càng tốt. Và cái công suất của nó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tần số hoạt động nữa. Thì mình đang ước tính là sẽ chạy với cái tần số rơi vào khoảng tầm 60 đến 80 kHz, để cho nó có cái độ ngắn mạch và nó chạy được cái công suất cao hơn, giống như một số những cái nguồn server mà mình đã hay bóc ra cho những anh em chúng ta có thể tham khảo đó. Đó thì bây giờ thì mình sẽ phác họa một cái sơ đồ, nêu lên cái ý tưởng để xem anh em có thể bàn tán thêm xem là nó có hợp lý hay không nhá. Và với cái sơ đồ chạy với cái lõi ferrit xanh lá cây này, biến áp xuyến này, thì mình đang tính là sẽ chạy đẩy kéo bằng IC3525, đẩy kéo 3525 để cho nó có công suất khỏe, cũng như là chúng ta có thể làm nó dễ hơn và không cần phải hồi tiếp, bởi vì là cái hàn xeo pin này sẽ không cần hồi tiếp và nó hàn bằng cái điện áp là xoay chiều luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thử vẽ một cái sơ đồ xem mọi người xem nó có hợp lý không. Trước tiên thì mình sẽ vẽ một cái đường điện 220V này. Đường điện 220V này sẽ đi qua một cái khối gọi là khối diode này. Khối diode để tạo thành một cái điện áp. Điện áp này điện áp một chiều. Ví dụ ở đây là dương và đây là âm. Sau đó thì sẽ được lắn qua một con tụ điện. Một con tụ điện này để lắn cái điện áp này thành điện áp một chiều phẳng nha mọi người nhá. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ sử dụng tới một cái biến áp xung. Biến áp xung này thì mình sẽ chạy theo kiểu là đẩy kéo, cho nên là nó sẽ chạy nguồn đối xứng. Nguồn đối xứng, và mình đang dự kiến là sẽ chạy cái nguồn đối xứng này đối với con IC-K3525, cho nên là mình sẽ sử dụng tới là hai con MOSFET này. Mình sẽ vẽ luôn cái mặt cắt của MOSFET nhìn cho nó dễ. Đó, MOSFET nó có bao gồm là 3 chân, thì cái chân giữa là chính là vào một cuộn dây này. Chân giữa vào một cuộn dây bên này này. Rồi đây. Sau đó thì hai cái chân D này, hai cái chân D này chập lại với nhau và nó sẽ nhận cái điện áp âm ở đây, nhận điện áp âm ở đây. Còn lại cái điện áp dương này này sẽ đi qua vào cái điểm giữa này của biến áp. Tức là biến áp này là biến áp đối xứng mọi người nhá. Và đây là cái loại xuyến này, thì đây chính là biến áp này. Và cái phần đầu mà thứ cấp đầu ra thì chúng ta chỉ sử dụng với một vòng dây thôi, sử dụng một vòng dây. Hai cái điểm này chính là hai cái điểm mà nó có thể gắn vào kim hàn mọi người nhé, gắn vào kim hàn. Và một cái vòng dây này nếu như nó chạy với tần số cao thì nó có thể rơi vào dạng khoảng tầm, mình nghĩ rằng khoảng tầm 8 đến 10 V xoay chiều rồi mọi người nhé, nhưng mà nó là tần số cao. Thì ở đây mình sẽ vẽ thêm một số linh kiện nữa để cho nó đầy đủ hơn, là ví dụ như phần điện áp này vào nó sẽ có cầu chì này, cầu chì để bảo vệ cái phần công suất này, nếu như mà nó bị chập thì nó sẽ đứt cầu chì này, nó không gây cháy nổ nhiều. Thứ hai nữa là MOSFET này thì mình sẽ dự kiến một là dùng MOSFET, hai là dùng IGBT. Thì nó sẽ phải tương đương với công suất là sử dụng bằng con 47N đi. 47N60. Đó, và hai con 47N60 hoặc là IGBT thì con 60N100. 60N100. Đó, cho nó khỏe. 60N100. Con tụ này thì sẽ ứng chừng nó rơi vào khoảng con tụ là 1 hoặc là tầm 3 con nhá, tương đương với 450V. 450V và tương đương khoảng tầm 1000 mi. 1000 UF nhá. Có nghĩa là nó sử dụng tới tầm 3 con 330 chẳng hạn thế, hoặc là 2 con 470, tức là tương đương tầm như vậy. Đó. Thì đến con MOSFET này thì muốn chạy được thì chúng ta bao giờ cũng phải xả với một cái gọi là điện trở. Một cái điện trở này là điện trở 10 kilo ohm. Con bên này cũng vậy. Đó, mình sẽ vẽ như này.
10k để dập mát mọi người nhé. Và muốn cho cái con này nó chạy được ấy thì chúng ta sẽ phải có một con IC là IC KA3525, KA hoặc SG, nhưng mình hay chạy con KA này hơn vì nó xịn nhá. KA xịn ấy thì nó ra cái xung rất là tốt và nó ít bị chết. 3525 thì con KA3525 này này, nó sẽ phải có một cái điện áp đưa vào đây là điện áp 12V. Và 12V này này thì chúng ta sẽ không lấy được ở đâu, chỗ nào trên này, thì chúng ta sẽ phải có một cái adapter. Adapter này là 220V này ra 12V này. Và cái nguồn này sẽ ăn chung với cái phần ở đây. Đó, ăn chung với ở đây nhé mọi người nhá. Đây là 2 dây này, ví dụ là 2 dây 220V nhá, sẽ được ăn vào đây. Đó. Và đây chính là cái điện áp 12V nuôi cho con K3525 này. Thì cái adapter này chúng ta có thể sử dụng nào cái mạch rời hoặc là một cái bộ nguồn adapter DC ấy, ví dụ giống như các cái cục nguồn wifi ấy, thì nó loại 12V 1A đấy, thì chúng ta có thể sử dụng tốt luôn. Thì đây chính là cục adapter này, 220 ra 12V này. Và con IC này này thì nó sẽ khi mà nó hoạt động, nó sẽ đưa ra hai cái xung này nó sẽ đưa sang để lái cho cái chân G, tức là chân số 1 của con MOSFET này này các bạn nhé. Chân số 1 của con MOSFET này này, thì đây chính là xung này, mình sẽ ký hiệu là xuất xung đầu ra vào đây. Đó, và hai xung này sẽ lái cho hai con MOSFET. Đó. Đây, đi vào đây. Hai xung. Và cái xung điều khiển này này thì nó cũng sẽ phần nào quyết định chúng ta tính toán cái số vòng cuộn dây đối xứng này, số vòng cuộn dây đối xứng này. Giả sử mình lấy cái tần số là 30 kHz nhá. 30 kHz thì cái cuộn dây này, một vòng nó sẽ tương đương khoảng tầm 4V. Mình sẽ tính toán là tầm như vậy, một vòng sẽ tương đương với 4V. Còn nếu như chúng ta tính toán là 60 kHz, giả sử là 60 kHz. Đó, 60 kHz. Ký tức là kHz nhé mọi người nhá. Thì cái số vòng dây này nó sẽ là một vòng ăn 8V, một vòng ăn 8V. Và làm thế nào để biết được cái số vòng dây này chúng ta cần cuốn, thì chúng ta sẽ lấy cái điện áp ở đây là 310V, bởi vì điện áp ở đây là điện áp 220V xoay chiều. Đó, thì khi mà nắn ra điện áp một chiều ấy, thì nó sẽ ra khoảng tầm xấp xỉ 310V mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ lấy 310V chia cho 8, thì ở đây mình vừa chia được là nó sẽ rơi vào 38,7 vòng trên 1V. Tức là chúng ta sẽ lấy tròn là 38 vòng nhá. Chỗ này là 38 vòng này, đối xứng nhá, 38 vòng và hai bên đều là 38 vòng. Đây là điểm giữa, điểm giữa nó sẽ nhận dương nguồn này. Đó, đây là âm nguồn này. Đó, thì chúng ta sẽ có 38 vòng nhân 38 vòng. Và cái chỗ này là một vòng. Một vòng này chúng ta sẽ lấy cái dây rất là lớn, ví dụ như dây M50 hoặc là ít nhất là dây 16 chập đôi chẳng hạn, thì các bạn sẽ xỏ qua cái lõi xuyến này này các bạn này. Chúng ta sẽ tính toán làm sao xỏ vừa qua được đây. Ví dụ mình tính là cái dây nó to bằng ngón tay chẳng hạn nha các bạn nhá, dây đồng nhá. Thì chúng ta sẽ cuốn này. Đây. Các bạn thấy rằng sẽ có một vòng dây như này thôi, và một vòng dây này sẽ được bắt với cái hai cái đầu cốt này này. Trên cái gọi là tay hàn cân lực nhá. Đó, thì đây là một vòng dây này. Và để mà bảo vệ được cái con công suất này này, thì chúng ta sẽ cần có một con điện trở xăng hoặc là một cái so sánh dòng, ví dụ ở phần 220V này cũng được, tùy theo các bạn có thể tính toán. Hai là chúng ta có một con điện trở xăng ở đây. Đó, tức là từ cái âm nguồn này này đi sang MOSFET này này, thì nó sẽ có một con trở xăng. Đó, và con trở xăng này thì chúng ta sẽ tính toán nha. Ví dụ điện áp ở đây AC xin lỗi, điện áp đây là 12V DC này, thì nó có hai đường nha, hai đường, ví dụ đây là âm này, đây là dương 12V nhá. Thì cái âm của cái này chúng ta sẽ phải tính toán làm sao cho nó ăn với cả cái âm của con cái phần 310V này này các bạn ạ, 310V này này. Nhưng mà khi mà chúng ta thiết kế mà âm chung như vậy ấy, thì khi mà cái mạch timer ấy nó mà đóng mở mà chúng ta không làm cách ly thì rất có thể dẫn đến cái hiện tượng là các cái điểm trên con IC-K3525 này sờ vào dẫn bị điện giật. Cho nên là sẽ có thêm một cái trường hợp nữa, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là biến áp cảm biến dòng cách ly. Cảm biến dòng cách ly thì biến áp cảm biến dòng cách ly thì nó cũng sẽ có bao gồm là hai cuộn các bạn nhé. Một cuộn thì nó bao gồm chỉ có 1 đến 3 vòng dây thôi, rất là ít. Còn lại một cuộn này thì nó sẽ có rất là nhiều vòng dây, và nó sẽ cảm biến theo kiểu là khi mà dòng điện chạy qua, ví dụ nó chạy cảm biến ở phần 220V này này,
đó 220V đi qua quận này này, mà nó có dòng lớn thì bên này xuất ra điện áp nhiều, xuất ra điện áp nhiều. Và cái phần này nó sẽ có một cái con gọi là diode nữa, diode cầu nhá, thông thường là diode cầu đó. Vào đây nó sẽ đi vào đây, nó sẽ lắn ra cái điện áp ở đây là dương chẳng hạn này, âm này, và nó cũng sẽ có một con tụ, một con tụ đó, con tụ để lọc cái điện áp này, lọc cái điện áp này. Và có một cái đồng thời nó sẽ có một con điện trở nữa, một con điện trở này để xả cái điện áp trên con tụ này. Đây là R, và chúng ta cần phải tính toán các chỉ số này mọi người nhé, tính toán các chỉ số này. Thì bây giờ mình giả sử là cái trường hợp để bảo vệ cho hai con này, thì tức là hai con này nó chịu cái dòng tối đa là 40A đi, ví dụ dòng tối đa là 40A chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tính toán làm sao khi mà nó đạt được ngưỡng 40A thì ở đây nó có một cái điện áp là rơi vào khoảng mấy vôn đó, đủ để làm cho con K35255 này nó sẽ mất xung, tức là nó có một cái chân 10 này, đưa tín hiệu đây là chân 10 nhá, chân 10 là chân xuất đao, chân 10. Thì chân 10 này mà nó có cái điện áp, thông thường thì chân 10 này nó sẽ treo một con điện trở 10k ôm ấy, xuống mát hoặc là xuống âm này thì nó sẽ chạy. Còn khi mà nó có cái điện áp ở đây là dương thì nó sẽ ngắt hai cái xung này, và đồng thời ngắt hai xung này thì tất nhiên là cái bộ này không chạy nữa, thì nó sẽ bảo vệ phần công suất. Thì đây là một trong cái hướng mà chúng ta bảo vệ công suất bằng cái việc là biến áp cách ly, hai là so sánh dòng trực tiếp bằng cái phần 310V này. Thì tất cả các cái điểm ở đây chúng ta sẽ không tiếp xúc nữa thì cũng không vấn đề gì, và chúng ta cũng không cần phải sử dụng bằng cái biến áp mà cả biến dòng này nữa. Nhưng mà một cái máy hàn xoắn pin thì nó cần phải đóng mở xung, chứ không phải là đây là giống một cái bộ nguồn xung các bạn nhé. Đây là giống một bộ nguồn xung rồi, nhưng mà cái nguồn xung này nó cần phải tắt, thường tắt. Và khi chúng ta nhấn cái công tắc hành trình, ví dụ là công tắc hành trình đây, đó công tắc hành trình này, khi mà chúng ta đóng kim xuống thì công tắc hành trình nó sẽ đóng. Thì tất nhiên là lúc đấy thì mới cho phép là con này xuất xung, cho phép con này xuất xung thì nó mới hoạt động, và chỗ này mới có điện áp khoảng tầm 8V, khoảng tầm 8V xoay chiều tần số cao. Thì tần số cao hay thấp thì chúng ta không quan trọng, quan trọng ở đây là có dòng lớn khoảng vài trăm A để có mà hàn dính được cái mối kẽm, tức là làm chảy mối kẽm để nó dính vào nhau được ấy. Đó, thì chúng ta muốn mà làm như vậy thì sẽ có trường hợp như thế này. Đó là chính là chúng ta tác động vào chân 10. Chân 10 này tạm thời chúng ta sẽ không treo con điện trở 10K này về mát nữa, mà chúng ta sẽ treo con điện trở 10K này này về dương nguồn. Điện trở này về dương nguồn, dương 12V nhá mọi người nhá, dương 12V, tức là treo về đây 12V này, 12V này, ăn chung với cả cái đường 12V này. Đó, thì nó sẽ không chạy. Và bây giờ muốn chạy được thì cái chân 10 này phải được dập về mát. Phải được dập về mát thì bây giờ mình sẽ có một cái phương án, đó là sử dụng một là MOSFET, hai là một con chai to. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một con chai to đi. Cái chân giữa này là chân C, ví dụ chai to là con C2383 chẳng hạn nhé, C2383. Thì chân giữa này sẽ được ăn về đây. Và cái chân số 3 này, tức là chân E này, E, C, và một cái chân nữa là chân B. Thì chân E này mới là treo xuống mát. Đó, thì khi mà các bạn tác động một cái lực, không phải lực mà nó tác động một cái xung điện từ một cái công tắc hành trình, công tắc hành trình này thì nó sẽ đóng cái dương nguồn mọi người nhé, đóng luôn cái dương nguồn này này, lấy luôn cái chung cái dương này vào đây. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ như thế này. Đây là công tắc hành trình, tức là cái tay hàn nhá, trên cái tay hàn chúng ta nhấn vào nó tiếp xúc nhá. Thì nhấn vào tiếp xúc thì nó sẽ làm cho cái con này này. Và ở đây thì nó phải có một con điện trở. Điện trở này, điện trở khoảng tầm 1K để hạn dòng, không thì sẽ cháy luôn con này các bạn ạ, chai to này này. Thì khi mà các bạn cấp dương, tức là khi tay hàn đóng thì nó sẽ cấp dương này này, 12V này này, đi vào chân B. Chân này chính là chân B này. Thì nó sẽ làm cho cái chân C này đóng với chân E, tức là chân số 10 này được dập xuống mát, được dập xuống mát nhá. Thì cái con này nó sẽ xuất xung. Nó sẽ xuất xung và chúng ta sẽ đặt cái xung tần số là 60 kHz. Thì chúng ta phải căn chỉnh ở trên cái mạch trên cái mạch mà dao động này, nó ra là 60 kHz để mà lái cho hai con này. Đó, thì đây là cái phần gọi là công tắc hành trình trên cái tay hàn. Công tắc hành trình trên tay hàn thì đóng vào như vậy nó sẽ làm cho con này nó hoạt động. Và khi mà có cái mạch mà gọi là công tắc hành trình này rồi thì chúng ta sẽ có cái phần bảo vệ công suất, ngắt trên luôn cái chân 10.
Và ở đây, ví dụ ở đây nó sẽ có khi mà đạt tới cái công suất là tầm 40A chẳng hạn nhé, 40A thì sẽ xuất ra đây một cái điện áp một chiều. Và điện áp một chiều này chúng ta sẽ tính toán làm sao để nó điều khiển được một cái linh kiện nữa đóng được cái phần mà chân 10 này về dương. Đó, đóng được cái chân 10 này về dương. Và chỗ này nó sẽ treo là dương 12V ở đây. 12V. Đó, và chúng ta sẽ phải tính toán, chỗ này có một con điện trở nữa nha, một con R nữa, và chúng ta sẽ cần phải tính toán cái điện trở này và điện trở này này làm sao phù hợp khi mà ở trường hợp mà hai con này nó đều dẫn, tức là công tắc hành trình vừa đóng và con này vừa quá dòng thì nó sẽ không bị cháy. Có nghĩa là nó hai con này sẽ được lắp vào điện áp 12V. Đó, và nó sẽ chịu được, tất nhiên là cái thời gian không dài, không cần dài thì nó sẽ chịu được, và nó đủ làm cho cái chân 10 này có dương nguồn này. Dương nguồn chỗ này thì nó khoảng tầm vài vôn thì phải, mình nhớ không chính xác nhưng nó có khoảng vài vôn trên cái chân 10 này, là tầm 3 vôn thì phải, 2 đến 3 vôn gì đó, thì nó đã làm cho con K3525 này ngắt sung rồi. Đó, thì đây chính là cái phần bảo vệ quá dòng. Bảo vệ quá dòng thì đấy, mình đang nói là có hai trường hợp bảo vệ quá dòng, một là sử dụng biến áp cảm biến dòng, hai là chúng ta sẽ so sánh bằng điện trở xăng ở đây. Đó, thì đây là một cái sơ đồ gọi là phác họa thôi, chứ còn trên thực tế để mà làm được nó chạy được thì chúng ta cần phải tính toán các linh kiện nó phải phù hợp. Đó, tính toán linh kiện nó phù hợp. Và khi có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ có lần nào đó mình sẽ thử nghiệm xem rằng cái mô hình này nó có đủ chạy được hay không. Còn không biết là những anh em nào có chuyên môn và phân tích mạch giỏi thì chúng ta sẽ để lại những bình luận góp ý xem rằng là như này nó có liệu hợp lý hay không. Hoặc là theo một cái mô hình nào đó chạy hợp lý hơn thì chúng ta có thể để lại bình luận nhé. Đó, còn ở bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở những cái video lần sau.